Dạ em Thắng Phạm xin chào anh em đang xem video. Hôm nay em lên video giới thiệu với anh em một số mẫu sản phẩm của Milwaukee và Makita anh em. Hôm nay mình xem video và tham khảo. Đây là cây súng bắn bu lông, bắn ốc, loại công suất lớn, mẫu đời mới anh em. 2024. Đầu khẩu là 1/2. Ba đèn chiếu sáng là mẫu mới nha. Và cái này là động cơ không chổi than. Nghe tiếng máy chạy hù hù mạnh ghê nha nè. Rồi, hàng này là hàng chính hãng của Mỹ có chứng nhận UL. Sản xuất 2024 và có 4 cấp độ để mình điều chỉnh lực bấm nút và đèn rất là nhạy nha nè. Số 1. Số 2. Số 3. Nãy anh em sử dụng mở ốc tắc kê xe tải 3 tấn 4 tấn đồ là ok, 8 tấn đồ cũng được nha. Mở ốc nắp xi lắp đồ, máy động cơ 6 8 đồ ok ngon lành. Sử dụng pin này là pin pin tép, pin mẫu mới nè. Cái này là pin, này là pin tép, sử dụng bắn tối đa công suất máy luôn, nguồn xả cao M18 Rectilithium XC6.0 pin Ford nha nè. Đó, rồi cái này anh em chưa có pin sạc thì mình mua máy pin sạc nè, còn anh em nào mà có pin sạc rồi mình mua thân máy không à, về sử dụng chung pin ở nhà của mình ha nè. Rồi anh em xem và tham khảo cái gì liên hệ em tư vấn cái máy này cho anh em ha. Rồi đây là cái phan này là cái phan mẫu gen 3 M12, pin mẫu mới M12 Rectilithium, 2 output là nguồn xả cao 5.0A. Sử dụng cái phan này, phan gia đình xài cũng khá là lâu, hết pin nha nè. Rồi đây thì em giới thiệu với anh em một bộ này, một bộ có thể là hai pin luôn. Bộ này hai pin thì với mức giá là ưu đãi lắm, giá khoảng là 3,1 triệu. Anh em mình xem và tham khảo sản phẩm và giá cả nha anh em. Sẽ có gồm một cục pin M12 2.0 và một cục pin M12 4.0 và một cái sạc. Sạc này cắm điện 220 xài nha anh em. Này hàng mới toàn bộ nha anh em, hàng mới toàn bộ. Và máy phan là mã số là 3404-20, hàng chính hãng, sản xuất made in Mexico. Em khui hàng mới này ra cho anh em coi ha. Đây là trong combo, đựng trong một cái túi sách luôn nha anh em. Đấy, đựng trong một cái túi sách ha. Rồi, đây là pin 4.0. Này hàng mới nha nè, em khui ra cho anh em coi thử. Rồi em sẽ đóng gói lại. Hàng mới. Máy pin sạc 3,1 triệu. Anh em mình xem và tham khảo bộ này, chốt về sử dụng gia đình đồ ngon lành. Cái này là có chỗ đèn báo pin nè và đèn chiếu sáng nè. Cái phan đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, phan có búa thì để phân tường, đồ bắn tắc kê đồ ok ngon lành nha anh em. Lực mạnh là 45 N, mẫu mới. Phan cũng khá im. Cái này là ba chức năng bấm vít, phân gỗ, phân sắt và cấp độ 1, cấp độ 2. Động cơ không chổi than nha anh em, không than, fuel pellets. Này sản xuất Mexico, tem made in Mexico nha. Đã đời luôn. Rồi, đó là một bộ này. Rồi, anh em mình tham khảo ha. Rồi, tiếp đến thì đây thì có mới về một cây súng bắn bu lông gốc xuyên tâm nha nè. Bộ này là bộ xuyên tâm và có kèm theo bộ đầu khẩu luôn anh em ơi. Bộ đầu khẩu siêu VIP luôn. Đó, đầy đủ các đầu chuyển, đầu lục giác, rồi 3/8, 1/4 và đầu 6mm và các số 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 21, không có 20. Đây, đây em giới thiệu với anh em cây bu lông xuyên tâm. Mẫu này logo Milwaukee, có đèn báo pin, động cơ không chổi than, mẫu đề mới nha. Đèn chiếu sáng và tem mác là hàng chính hãng có chứng nhận UL, made in Mexico nha anh em. Made in Mexico, mã số seri ở đây. Mã số máy là Casno 3050-20. Xuyên tâm. Anh em gắn cái đầu khẩu này vô mình sử dụng mình bắn nha nè. Ví dụ anh em lấy cái cục 21
anh em để vô đây đó, gì là bắn hơi gạt đảo chiều thì trên này đó. Đâu đã nè, này gọn vô trong góc trong kẹt đồ ha, như gắn con kẹt này nè, nhỏ vậy mà để vô góc được nè ha, quá dùm ha. Rồi bu luôn góc xuyên tâm giá khoảng 5 triệu nha năm. Rồi đây là có một cây đèn pin chiếu sáng hàng mới, cây này thì giá là 650, anh em xem và tham khảo. Đây em thử gắn pin vào test máy cho anh em coi. Đèn pin này có hít 500 luôn nha anh em. À nó hít 500 luôn á. Đây để vô cái này nó hít nè, ha. À hít ra, hít 500. Và cái đèn này là chính hãng, thì Casno 49240146. Cái đèn chiếu sáng, đèn pin. Đó, đèn pin cầm tay có thể là gập lên xuống như vậy. Cầm tay xài pin 12V rất là gọn nhẹ luôn anh em ơi. Gọn nhẹ khá là êm. Giá 650 cho một cây đèn pin như thế này. Đó, dội soi nhất nháy rồi ha. Ok. Rồi đèn chiếu sáng, khi mà chỗ mình có cúp điện thường xuyên á, có cái đèn này dội rồi cũng khá im nha anh em. Dội cho em bé ngủ đồ nè ha. Làm việc khi mà cúp điện á, đó, cũng lâu lâu có ngày cúp điện đồ. Khoảng 3 chức năng, nhỏ gọn ha. Rồi. Anh em sử dụng lâu dài thì mình xài pin 5 đi nè, cho nó lâu. Đó, pin 5 cho nó lâu hết, nó vậy thôi. Rồi. Ở đây tiếp đến là cây bắn bu lông mẫu mới. Động cơ không trở than. Một bộ combo máy pin sạc bây giờ giá khoảng 4 triệu 9 nữa nè. Mã mẫu mới là M12 FIVKF2F12. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, đầu khẩu 1/2, 3 đèn chiếu sáng. Lực mạnh tối đa là 745 N. Đèn chiếu sáng, đèn báo pin đều có đầy đủ nè. Xe pin M12, động cơ không trở than. Cái anh em muốn chuyển chế độ 1-2-3 thì mình sẽ gạt cái cò này về ngay giữa nha nè. Gạt cò về ngay giữa nè, đây gạt cò về ngay giữa ha. Rồi bấm bấm cò 2 lần, 1-2, nó sẽ đổi nè. Đây chế độ là chế độ bắn ốc tự động, đủ lực sẽ dừng lại. 1-2, đó, 1-2, 1-2, đó, đổi ha nè. À, số 1. Số 1. Đó, 1 2, số 2. 1 2. Số 3. 745 N. Cái này rất là yên, rất là mạnh luôn. Mạnh lắm á nha. Rồi, tiếp đến thì đây thì có cây rút ri về. Rút ri về thì sẽ có các đầu để mình sử dụng rút ri về anh em. 4 kích cỡ. Kích cỡ 2.4mm và 3.2mm và 4.0mm và đầu trong đây là 4.8mm. Ha, 4.8mm. Hàng mới nha anh em, này hàng mới rút ri về M12. Này là hàng chính hãng của Mỹ. Này mã số là Casno 2550-20. Cái này mức giá khoảng 2 triệu 9 nha anh em. Rồi, ok. Rồi, đây tiếp đến đây là siêu phẩm nha anh em. Siêu phẩm pin mẫu mới, pin Ford 6.0, pin dạng pin tép lipo. À, cái này giống như là pin điện thoại nha anh em. Cái khoang 3 chức năng. M18, động cơ không trở than. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. M18 FPD3, sản xuất 2023, bảo hành 1 năm cho đây. Cái này là 3 chức năng: bắn vít, phân gỗ, phân sắt, có búa để phân tường, phân bê tông, cấp độ số 1, số 2 và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Có chức năng chống vật cổ tay này, trong vật ha. Đó. Rồi có cái bát để mình gắn mũi phan, mũi vít và có móc treo luôn nè. Đó, nó có hai cái để phụ kiện hai bên luôn.
chống giặt cổ tay ha. Khoan này thì an toàn, khi mình khoan á, có nặng cái là nó giặt nó mất liền đó. Rồi đó là một sản phẩm máy khoan, còn đây là máy mài máy cắt cầm tay. Anh em sử dụng máy mài, anh em sử dụng pin lớn nha, sử dụng cho nó lâu hết pin anh em. Và đây là pin M18 Red Lithium Ford 12.0 ampe. Đây là dạng pin mẫu mới nè, pin này hãng bảo hành 1 năm, lỗi là đổi mới ha. Đây là mẫu máy mài máy cắt cầm tay, mẫu này là động cơ không trở thang, có thắng dừng ngay lập tức à, gầy cò trượt phía bên trên, tay cầm và chụp bảo vệ đầy đủ, hàng mới nha nè. À, rồi cái này ha thì hàng chính hãng anh em, mã số là FSAG100XB, xài cốt đá 100 nha anh em, cốt đá M10 thông dụng ha. Quá êm cho một cây máy mài mấy cái cầm tay xài pin lớn luôn, tuyệt vời ở mặt trời luôn anh em ơi. Rồi tiếp đến thì em giới thiệu với anh em xem, đây là những sản phẩm của Makita. Đây là sạc nghe nè, cái sạc này là sạc nhanh, sạc 18V, mã số là DC18RC Makita, sử dụng điện 220 được nha anh em. Hàng chính hãng của Mỹ, có chứng nhận UL. Rồi và đây là cây máy mài máy cắt cầm tay, sử dụng cốt đá 125, cò trượt phía bên trên. Cây máy này là động cơ không chổi thang, xài pin 18V, chân phổ thông nha anh em. Makita chính hãng, có chứng nhận UL và mã số là Makita XAG04, xài cốt đá 125, cò trượt phía bên trên, tem niêm phong, hàng mới nha anh em, giá 2.500.000 ra. Rồi đó là cây máy mài máy cắt cầm tay. Còn tiếp đến đây là cây máy khoan, cây máy khoan nha anh em. Đây là cây máy khoan Makita, động cơ không chỗ thang, hàng này mới lấy từ trong combo khoan và bắn vít và hai pin một sạc ra luôn nha anh em. Trong combo cái này có combo nó khoan bắn vít luôn. Và Makita SBH14, hàng chính hãng của Mỹ, có chứng nhận UL, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, cấp độ 1, cấp độ 2 và chức năng khoan có búa, khoan gỗ, khoan sắt và cấp độ bắn vít nha anh em. Cái này lực mạnh là 140 N, có móc treo và tay cầm cho lực. Cây khoan này giá 2.700.000, đem mua cả bộ máy pin sạc thì giá 4.500.000. Đây là cục pin zin, đây là cục pin zin nha anh em, chính hãng Makita 18V 5.0, và đây là sạc pin ha, này sạc pin zin. Rồi và đây thì phía sau là có nút báo pin, và Makita mã số là BL1850B, công suất là 90W/giờ, có tem niêm phong ở chỗ này anh em. Cái này là hàng mới Makita Uda, sale là made in Singapore, này sản xuất ở Singapore ha. Rồi đây thì có cây máy chuyên bắn vít, cái này thì giá là 2.400.000. Makita XDT16, hàng chính hãng của Mỹ, lực mạnh là 180 N, 4 cấp độ điều chỉnh số và 4 cấp độ điều chỉnh chế độ thông minh. Ở đây mình bấm vào đây nó sẽ có chế độ ha. Đó, chế độ thông minh của nó có thể là bấm nút tắt đèn, mở đèn được nha anh em. Đó, có nút bấm ở đây nè, đây nè, và điều chỉnh 4 cấp độ, và có thể là bấm ở trên này là điều chỉnh cấp độ được luôn. Đó. XDT16 lực mạnh là 180 N, động cơ không chổi thang. Đó. Rồi, đây là XDT19 cũng lực mạnh là 180 N luôn. Đó là mẫu đời sau của XDT16, mã số chính hãng XDT19, hàng có chứng nhận UL. Bắn vít 4 cấp độ điều chỉnh lực, đèn báo màu xanh nha anh em. Và 4 cấp độ điều chỉnh chế độ thông minh. Đó, nhảy từng số như vậy. Rồi, có nút bấm tắt đèn, mở đèn luôn. Mình giữ khoảng chừng 4 giây là nó sẽ mở đèn và tắt đèn nha anh em. Đó, bấm giữ ha. Rồi chế độ bắn vít. Bấm trên này thế thì chuyển chế độ luôn.
đó ha, quá êm ha. Rồi lực mạnh 180 newton, cây này giá 2,5 triệu. Rồi và đây thì có cây máy bắn bu lông của Milwaukee, hàng phổ thông. Này là pin M18, pin Ford mẫu mới ha anh em, pin Lipo, pin Tep ha anh em. Đó, này là pin công nghệ mới. Cái này hàng chính hãng Milwaukee, có mã là M18FMTIVK2F12. Này sử dụng bắn ốc xe máy, đầu khẩu 1/2, mẫu đời mới, lực mạnh là 881 newton. Cái này là động cơ không chổi than. Máy pin sạc. Anh em mà chưa có máy pin sạc mình mua cả bộ ha anh em. Rồi anh em nào có pin sạc rồi mình mua thang máy. Thang máy thì khoảng 4,5 triệu ha anh em. Rồi. Ở đây là những sản phẩm máy bắn bu lông và pin. Bắn bu lông mẫu này đời cũ 2767-20. Cái này cả bộ máy pin sạc thì khoảng 5,9 triệu. Rồi, ở đây là mẫu mới. Rồi. Qua đây thì có cây máy bắn đinh bê tông. Bắn đinh bê tông nha anh em. Đây anh em xem, bắn đinh bê tông này bắn đinh là 5 cỡ luôn. Và 19 nè, 19 1/9, 2/2 và 2/2, 2/7 và 3/2 và 3/8. Tối đa là 38 nha anh em. Đinh dài tối đa 38. Anh em sử dụng bắn ốp tường, ốp gỗ vào tường rồi ok ngon lành. Cái này là động cơ không chổi than, xài pin Makita 18V. Nút mở nguồn phía sau đè vô khoảng chừng 2 giây là sẽ mở đèn xanh lên, là gì là để vô bắn thôi. Đầu nòng thì mình có thể điều chỉnh là bắn kẹp chữ C, bắn bát vào tường, bắn bê tông rồi là ok ngon lành. Này xin ra để bắn vào bê tông nha anh em. Mẫu này là mẫu lớn, sử dụng bắn đinh tối đa là 38. Mã số là DCN100X2. Máy của Neotac ha. Hàng này là động cơ không chổi than, không xài ga, không ga và không than. Sử dụng pin Makita 18V, thông dụng dễ xài. Rồi một lần mình để đinh vô là 3-4 vỉ đinh, anh em 3-40 cây đinh. Mình bán hết mình thay vô. Đây, cây này ha. Rồi, cây này mức giá khoảng 8 triệu. Rồi, ok, tắt máy. Cái này là có video thử cho anh em coi ha. Rồi anh em tham khảo một số sản phẩm Milwaukee và Makita như trên video. Anh em mình thấy sản phẩm phù hợp, mình có nhu cầu mua về sử dụng nha anh em. Dạ em xin cảm ơn ạ. Có gì liên hệ với em số điện thoại ngay trên màn hình này nha. Dạ xin chào, hẹn gặp lại ạ.